Thưa quý vị, và trước khi biết kết quả, chúng tôi xin mời trở lại sân khấu Mr. Vincent Julian, đại diện cho hãng Nokia và đương kim Hoa hậu Thế giới người Việt Diễm Hương sẽ bước ra sân khấu. We would like to invite Mr. Vincent Julian come up to the stage. Thưa quý vị, thông tin mới nhất từ ban tổ chức và Thanh Bạch nhận được là hiện nay các user sẽ truy cập trực tiếp Zing MP3 trên điện thoại di động Nokia X302, chạm và bấm. Đây là thông tin thú vị dành cho các bạn yêu thích Zing MP3 nghe nhạc mọi lúc, mọi nơi. Diễm Hương xin và ông Vincent Trillan xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Nhân dịp đầu năm cho Hương gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Và không muốn làm mọi người thêm hồi hộp nữa, Hương xin nhờ người bạn đứng kế bên Hương công bố giải nghệ sĩ của năm là... Vâng, thưa quý vị, những gương mặt này đều có những cái đóng góp rất là tích cực với xã hội và đều là những nghệ sĩ tài ba. Đàm Vĩnh Hưng. Xin được chúc mừng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Xin được mời Mr. Đàm ra sân khấu ạ. Xin được mời anh ạ. Vâng, thưa quý vị, anh Đàm Vĩnh Hưng rất là bất ngờ khi nhận được kết quả ngày hôm nay ạ. Thank you, Mr. Vincent Julian. Xin được cảm ơn Diễm Hương. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, đang rất là nó đi từ nhiều bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hưng nghe mọi người sướng tên và hối thúc mình khi còn thay trang phục không kịp nữa để trở lại sân ghế ngồi với đồng nghiệp của mình. Rất cảm ơn những ai đã bỏ phiếu bình chọn và có những suy nghĩ đẹp về Đàm Vĩnh Hưng. Hưng lại phải tiếp tục cố gắng nữa để xứng với vị trí mà quý vị yêu thích, quý vị đã bình chọn cho Hưng. Và với giải thưởng này, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đặc biệt là cảm ơn Nokia. Cũng đúng với ý Hưng là Hưng từ nào giờ cũng không có xài nhãn hiệu nào khác ngoài Nokia. Thank you Nokia rất nhiều. Xin cảm ơn. Chúc mừng.